Hotel. Bye bye Calgary. Bây giờ mình về lại Edmonton nha mọi người. Xin hẹn gặp lại mọi người ở. Bây giờ mình sẽ đi xuống cái Cross Iron, một cái shopping mall outlet. Thì nó bán những cái hàng outlet đó ở cái gần đây 10 phút. Bây giờ mình sẽ đi đó là trước khi mình về lại Edmonton nha. Xin hẹn gặp lại mọi người ở Cross Iron. Để má cầm cho nặng lắm mưa xanh, để má cầm. Làm gì anh gái? Bây giờ mình về lại đây mọi người. Về lại Edmonton đi. Ông xã bây giờ check out đi, đi ra. You enjoy? Good? Hả? Mọi người thấy không, là giờ bắt đầu ngồi phục vụ là gỡ quýt. Gỡ quýt cho ăn. Đủ thứ hết à. One more? We call you one more? Để một cái giỏ trước thôi mọi người, giỏ đông lạnh đó, giỏ mà giữ lạnh đó, mình để trước cái bắt đầu mình để đồ ăn cái sắp xếp trên ngoài chà nản cái chân ra cái là nó đồ ăn là ngoài phục vụ từ đây về tới Edmonton đó. Đây con gỡ cái áo màu xanh ra đi con, tại vì hết lạnh rồi trên xe mà. Đó phục vụ chồng nè. Ai du lịch giống mình vậy không mọi người? Đồ ăn là để nhóc trên xe vậy đó. Dâu cái gì cũng có sẵn hết. Hai đứa con mình đi chơi sướng lắm mọi người. Ngồi nói chuyện chơi xong cái tới mệt ngủ à. Không có quấy rối gì hết trơn. Rất là dễ được con. Sao rồi? Cúc kìa, nó chót lên nè, có ai ăn không? Mời đồng quân. Con muốn gì? Quýt. Quýt. Trái quýt. Trời ơi, nãy là ba trái rồi đó. Ba trái rồi đó mọi người ơi. Bò rồi hả? Bốn trái quýt rồi đó. Ý chà, dữ vậy. Nhiều quá à, chút nữa đi 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 number 2 làm sao? Không có cảm ơn gì hết hả? Hồi nào cũng phải dạy hết nè. Không có nhớ gì hết nè. Nhưng mình nói với mọi người á, thời tiết ở bên đây á là nó thay đổi, mọi người thấy không? Bởi vì giống như người ta nói là phụ nữ thay đổi giống như thời tiết á. À, ở Canada này người ta thường nói là đừng bao giờ tin ba chữ W là phụ nữ, thời tiết và nơi làm việc, work, weather and woman. Mọi người có nhớ mình nói là bữa mới video 2 ngày trước á, là trời nắng 6 giờ chiều mà trời nắng thấy không? Và nói nó sẽ có một trận tuyết nữa, rồi nó mới chính thức vô tháng 5 là chính thức vô mùa xuân luôn. Còn bây giờ là cuối tháng, gần tới cuối tháng 4 này á, qua tháng 4 này thế nào cũng có 1 đến 2 trận tuyết nữa thì mới chấm dứt cái tuyết đây mọi người thấy không? Trời ở ngoài nè tự nhiên á. Không bây giờ là... mới hôm qua trời rất là đẹp, hôm nay trời tuyết lả xả lên hết à. Edmonton mình không biết có tuyết hay không thì không biết, nhưng mà hiện giờ trên con đường đi về này chính giữa của Edmonton với lại Calgary nè mọi người. Mọi người thấy không? Đó. Đây là highway nè. Okay, welcome to Edmonton. It's going home sweet home, town sweet town, city with sweet city. Seabelt. Đây bây giờ mình về tới thành phố của mình rồi đây mọi người. Nissan, please.
y chang bên kia luôn. Hai cái thành phố này nó giống như sinh đôi. Đi vô thành phố, mấy cái cầu rồi cũng giống nhau. Đây bên tay trái của mình lại kia. Rock, whatever. This one is like outlet. Does it look like the one that they have in... No, the one in Carter's different. Yeah. Cái này IKEA này mọi người, cái này tiệm của Thụy Điển gì nè, là bán mấy cái đồ trang trí nội thất á, rất là tiện dụng luôn, nhưng mà tự mình phải làm. Yeah, cái này là áo lệch hay gì đó. The one in Calgary is similar to the one in Vancouver. In BC, yeah. In Vancouver. Similar or the same. The one in Vancouver is... Từ thành phố này qua thành phố kia thì cái lối vô nó cũng tương tự như vậy thôi. Ở Edmonton mình gọi là hướng sau nè mọi người. Ở đây mọi người thấy bác xe hơi để ngoài trời như vậy đó. Tuyết ta rớt xuống thì ra thổi vậy thôi, chứ không có để trong nhà kính gì nhiều hết. Nhà kính thì chỉ có showroom thôi, giống như showroom thôi, một hai chiếc xe vậy đó. Còn bao nhiêu nó chắc ở ngoài hết. Đây mọi người thấy em cái đường ở bên bển thì nó tuyết. Bây giờ ở đây nó tuyết, nó ra nó tan trên cái đường, nhìn nó ướt đó. Nếu người nào ở bên đây thì đi ra phi trường rất là gần mọi người. Khoảng 20 đến nửa tiếng đồng hồ là tới phi trường rồi. Thành phố quê em đây. Mọi người thấy không? Đường nó rộng đến mức độ từ ở đây mình nhìn thấy xuống cái downtown một khúm ở đó giống như là một lụm ở đó thôi vậy đó. Đây là cái hotel thân quen của gia đình mình, là hồi xưa giờ cứ ngày New Year hay Christmas đâu, hồi xưa lúc mà còn mi con còn nhỏ với lúc mày couple đó, cứ xuống cái hotel đó để mà ăn Tết. Đây là cái hotel mà đợt trước mình đi, mình ở đây cũng một đêm hai đêm mới về đây. This is the hotel. Mình đã ở cái hotel này rồi. Đây là cái hotel mình đã ở mấy tháng trước, mình có đi một lần đó mọi người. Ngoài sơ đáng lẽ mà đi đường highway đi về, nhưng mà tại mình kêu ông xã mình đi ở trong đường ở trong downtown đi, để mình có mình quay cho mọi người coi. Ok, dưới cái thung lũng đó là cái thành phố đó mọi người, cái downtown của Edmonton đó. Đây là cái lối chính thức đi vô đi xuống thành phố nha mọi người. Thì từ đây thung lũng là mọi người sẽ từ xa là sẽ thấy cả cái thành phố là nằm trọn trong cái view ở cái hướng này đi xuống nè. Đó, đây là cái view của một cái tỉnh khác mà khi qua cái thành phố của mình. Thì mình nói cái view đi vô Edmonton của mình rất là đẹp mọi người. Nếu mà cái tỉnh khác bước qua cái Edmonton của mình đó, thì mình bước vô cái view rất đẹp mọi người thấy không? Cả một cái thành phố nó trước mặt gì nè. Là mình nghĩ là cái view để bước để một cái thành phố khác mà đi qua thì cái view mình thấy cái ở Edmonton thì nó đẹp hơn. Không biết làm sao mình thấy vậy đó. Tại vì mình thấy nó, tại vì nó trũng xuống á, rồi bao nhiêu cái thành phố nó nằm trước mặt của mình gì nè, cái mình thấy rất là đẹp luôn. Mọi người thấy không? Nó gì ở cái đường nó đi vô nó thấp á, cái thành phố nó nằm ở trên, cái nhìn như một bức tranh vậy á. Rất là đẹp luôn. Người thấy y như một bức tranh vậy đó, mình ngồi đây mình nhìn y như một bức tranh vậy đó, là nó bao trọn dòng trước mặt của mình hết nè. Thì ngày xưa hai mấy năm về trước lúc mình qua đây mọi người, từ phi trường về đó, mình chạy cái mình gặp ban đêm khuya đó, cái mình thấy y như là cái bức tranh điện ở trước mặt mình vậy đó nè, thấy không? Thành phố mình nhỏ thôi mọi người, nhưng mà nó cái view bước vô thì rất là đẹp luôn. Đây mọi người thấy không, giống như bức tranh điện vậy. Nếu mà ban đêm á mình quay cho mọi người coi y như bức tranh điện vậy đó. Cái hotel đó là hotel McDonald đó mọi người. Nè, rất là đẹp. Cái tòa nhà màu hồng đó là tòa nhà của chính phủ đó, hiện giờ cũng là không có ai xài luôn á mọi người.
từ sau khi dịch là ai cũng làm ở nhà hết rồi, không có làm nữa. Đây quay mọi người thấy có đẹp không? Cái tòa nhà này là mẫn hồi xưa đi học ở dưới này nè. Đó, bây giờ chạy lên cái thung lũng nè. Đây là cái con view của cái con sông River Valley nè. Nó ở đây nó có làm cái cầu này, không biết chừng nào nó khánh thành xài rồi chưa không biết nữa, mà nó xây nơi mấy năm rồi đó. Đây là nơi mình qua ở hai mươi mấy năm về trước, hai mươi mấy năm về trước là đây là cái nơi đầu tiên mình ở nè mọi người. Thì cái khu vực này thì bây giờ là người Việt Nam mình là dần dần là dọn ra hết rồi. Bây giờ Việt Nam ít có ở đây lắm. Đây là cái khu mà 21 năm về trước mọi người mình mới qua Canada là mình ở đây nha. Mình quay cho mọi người coi. Đây là cái khu mà mặc dù chính phủ đã cố gắng thay đổi, sửa chữa đồ này lại hết, nhưng mà cái khu này vẫn không có sống lại nổi nha mọi người. Có nghĩa là làm ăn đồ khó khăn lắm. Tại vì có rất nhiều cái sự phá hoại đồ này kia đó. Cho nên cái khu này mặc dù nè không so với hai mươi mấy năm về trước nó đã thay đổi rất là nhiều luôn á, nhưng mà mấy cái kinh doanh ở đây cũng không có sống nổi nữa mọi người, khó có làm ăn được lắm.